đó, thấy không? Người ta nhiều quá thì người ta đi từng chập, ham hố, rồi ôm một lượt vậy đó. Rồi nói chuyện thì không nói được, nói chuyện coi. Đó, vậy đó. Thiệt á, em là em không có hài lòng về xã rồi đó. Nhìn cái cách mà khiêng đồ là biết có siêng năng hay không rồi. Để xuống đây giùm em đi, nhanh lên. Nhiệt tịch. Rồi, muốn nói gì nói đi. Lấy ra giùm đi, đó, rồi xong rồi đó. Để hai cái đó xuống đó cho em. Mình lấy mình bỏ xuống được, mình kêu. Ờ, đó, hay chưa, hay quá. Trời ơi, giỏi quá. Ủa, má. À ơi, con dâu má giỏi quá. Sao, có mua đúng bánh bía mà má đã dặn chưa nè? Dạ, mua đúng ngay chỗ má dặn luôn. Biết tại sao không? Chào tại má. Vợ dưới quê má, họ rất thích là ăn bánh bía. Dạ. Rất thích lắm, bánh bía có trứng thích dữ dội lắm. Dạ, mê trứng. Đồ đầy đủ hết không con? Dạ. Đúng cái chỗ mà má chỉ con đúng không? Dạ, dạ. Y chang chỗ đúng đó. Y chang luôn mà. Xong rồi bây giờ con phải phân ra cho đều. Dạ. Con nhớ không? Tại vì đó là thứ bảy á là coi như đám giỗ mình. Dạ. Đó, xong rồi chủ nhật là đám giỗ mình nhà con Hảo. Dạ. Làm cái gì làm là má cũng mua đồng đều cho hai bên. Dạ. Đó, tụi con cứ phân ra như vậy. Được. Dạ đúng dạ. Rồi. Giờ chỉ cần phân ra thôi. Dạ. Dạ. Được, cái chuyện đó để một mình con Hảo nó làm. Trời, vợ con số 1. Con Hảo nó làm được hết trơn á, trời ơi, má dạ. Biết mà. Rồi, vậy dạ. Nha. Dạ. 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 Nha. Rồi. Ê, đừng có phá chị đang rối đầu rối cổ nè. Ủa, xí, chị hai. Hả? Nãy giờ chị làm cái gì vậy? Trời ơi. Thiệt á, nãy giờ chị nát đầu nát cổ luôn á. Mấy đứa con nít nó chơi ship hình được, cái này chỉ chơi ship hộp hả? Hộp cái gì ship mà tới hộp? Ship lui hoài vậy? Chị khổ tâm lắm nè. Chú biết sao không? Lúc mà đi ra tiệm bánh bía đó, mà bây giờ á, bánh chai á, thì nhiều à. Mà bánh mà trứng muối á, thì không có nhiều hết trơn á. Mà phải chia đều ra gia đình hai bên. Em cũng biết thứ bảy là dỗ bên mình, còn chủ nhật là dỗ bên nhà chị. Mà chia hồi nãy giờ cũng không có đều được. Trời thiệt, chị rầu thúi ruột á. Trời có cái gì trời. Là chị bị má la nữa. Là sáng giờ là chị lấn cấn có nhiều đó thôi đó hả? Chứ bây giờ biết chia làm sao bây giờ đó. Trời ơi, chị nào hai là bánh chai, rồi bánh trứng muối. Mà bánh chai thì nó lại nhiều hơn trứng muối, cái đó mới khổ. Chị để cái đầu óc chị quẩn chút xíu, chị sợ không có nếp nhăn hả chị hai? Trời ơi, thôi chị. Trời ơi, khổ quá. Giết tưởng cái chuyện gì. Nhưng mà cái chuyện này chị nói với em sớm là xong từ lâu rồi. Rồi sao? Em giải quyết được hả? Trời ơi, em mà dễ quá vậy. Chú Vinh nói chị nghe này. Với cái kinh nghiệm mà ăn 20 mấy lần đám giỗ dưới quê, em sẽ truyền lại cho chị cái cách mà để tặng quà. Sao? À, tại vì theo như em biết, đám giỗ dưới quê nhà mình á là rơi vào cái ngày rằm. À, mà thường ngày rằm ở dưới quê là người ta ăn chay, cho nên á, mấy cái bánh mặn á là không có ăn được. Cho nên là bao nhiêu bánh chay á chị cứ xúc chị đem về quê, còn bao nhiêu bánh mặn chị xúc chị đem về nhà chị. Đó, vậy là xong. Thiệt luôn á hả chú? Thiệt. Trời ơi, em ăn mấy chục cái đám giỗ dưới quê rồi em biết. Em mấy cái với lại dưới quê á, tao thích ăn mấy cái bánh như ngọt lắm. À, mấy lần mà em về em xẻ cái bánh như ngọt cái nhưng mà đậu xanh, sầu riêng rồi đó. Trời ơi, là hết trong vòng một lúc nhà. À, vậy là bây giờ là toàn bộ bánh chay là chị để bên nhà mình. Đúng rồi. Rồi còn bánh mặn, trứng muối thì chị mang về nhà chị. Đem về nhà chị đi chứ ở dưới không ăn bỏ uổng tội lắm. Ừ, nhất thế vậy nha. Cảm ơn chú. Tưởng chuyện gì này dễ. Rồi rồi, vậy là ổn rồi, ổn rồi. Đâu vào đó rồi, không có gì phải nhức đầu nữa. Cảm ơn chú Út nhiều lắm nha. Không có gì. Đây, để chị làm cho. Chị làm cho nó gọn. Xong rồi đâu đó. Chỉ cần phân chia vậy là xong rồi. Ừ. Nhìn đi. Có tôi nhục chưa? Hồi sáng tôi mới khen đó, bây giờ là té hen rồi. Nói ngon, nói ngọt. Khen. Khen nó để khích lệ nó. Để nó làm cho trung. Để nó sống chân thật. Trời, phúng hoài à, khổ ghê. Nghĩ sao? Tôi đã nói rồi. Tới bây giờ chia đều ra rồi con. Thì chia đều rồi mà, con có thấy chia đều mà. Mà mở mắt nhìn đi. Mấy người mở mắt nhìn đi. Nghĩ sao mà cứ gọi chỉ thêm chia đều. Hồi nhỏ có đi học không? Má của con ăn, cho con học, cho con nhận thức rõ ràng mà. Bây giờ rành ra như vậy nè. Mà nó nói chia đều mà, chia đều chỗ nào? Trời ơi, bên đây hai cái nữa là 4 cái. Bên đây hai cái này nữa là 4 cái đó, mày thấy không? Quá, phun hoài. Má đừng phun nữa, má nói con nghe đi, dụ gì? Cái này không phải số lượng, mà là tôi nói cái chất
lượng ở bên trong. Thì là bên biết không? Một bên có trứng, một bên không có trứng. Thì tại vì bên có người không thích ăn trứng, có người thích ăn trứng. Vậy thì tại sao? Tại sao cái bên kia thích toàn ăn trứng, còn bên đây là thích toàn ăn không trứng à? Má đã nói rồi, chia là phải chia cho đều cho cả hai bên. Có người người ta thích ăn cái bánh có trứng, có người người ta không thích ăn bánh có trứng. Có người ta thích ăn chay, nhưng mà có người người ta cũng ăn mặn. Ủa, cái này chắc lộn. Mặn. Cái này chắc lộn gì má ơi. Lộn con... cái gì mà lộn, cũng tính nào tật đó hà, cũng khác gì đâu. Trời ơi, cái gì mà sùm vậy má? Cái gì có trứng cái không có trứng đây nè. Trời ơi, cái này coi nè. Con nghĩ sao, chị dâu con, má đã dặn rồi, đám giỗ cả hai bên thì phải chia cho đồng đều. Đó, bây giờ nó chia như vậy nè, coi được không? Không có một cái trứng nào hết rồi, về sao? Trời, ăn sao, nói sao? Má thích trứng đúng không? Má thích mấy trứng, con ra con mua cho má, được chưa? Tại vì cái này là lỗi của con. Con nói với chị hai là... Dạ cái này là con làm á. Sao điều quá vậy ta? Xuống một cái người nào cũng nhận là lỗi của con. Tại lỗi của con. Ta thấy chưa? Lỗi của ai? Con nói với chị hai là dưới quê mình á là đám giỗ là ngay ngày rằm, ta ăn chay, ta không có ăn được trứng với mấy cái nhân mặn, cho nên là cứ mua bánh chay về dưới quê mình, còn bánh mặn thì đem về nhà chị. Tất cả không là... có nói chuyện với con. Đây, con ngồi đó. Chị dâu con ngồi đây. Hai má con thân thiện ngồi đây để nói chuyện với nhau về phân chia cho cả hai bên, đừng có bên trọng bên khinh, chia cho nó đều. Thật ra một cái bánh, hai cái bánh, một cái trứng, hai con trứng không là gì, nhưng đó là cái tình cảm của mình, đó là sự tôn trọng của mình, hiểu chưa? Cái bổn phận của mình rồi vậy mà nhà chồng. Con xin lỗi má, để con sắp xếp lại cho má. Con làm tôi lại. Tôi không cần cô sắp xếp, tôi cần cái tấm lòng của cô. Bây giờ chuyện nó tè le ra, bây giờ cô nói con sắp xếp lại, sắp xếp cái chỗ. Rồi bây giờ con sắp xếp liền má, con mà sắp xếp má chưa lại có cho gửi mà để sắp xếp lại được mà má. Con làm lại liền cho má liền nè má, con làm được hết rồi. Muộn rồi, tôi đã lỡ thấy trong cái tấm lòng của cô rồi. Bây giờ nếu tôi tức ra, đừng có để cho tôi tức ra đập thình ra. Xong rồi nó rớt xuống bao tử, từ bao tử nó rớt xuống thận, thận rồi nó, rồi tôi sẽ không còn là tôi sẽ trở thành người thiên cổ. Trời ơi, Út ơi, mày giết chết vợ chồng anh rồi Út ơi, mày thấy chưa? Bây giờ đi mua cái gì mà mua, tôi không cần nữa. Tự tôi có thể mua được bánh có trứng cho gia đình bên dòng họ nhà tôi.